À, thì cứ như ngày nó khi cứ miền cạn vùng mòn như thế vùng mòn nó chả này sáng rồi dùng thế này vùng mòn nó cháy rồi cháy mà nhưng chân cho mọi bỏ hơi là cụ chập lý bỏ chập lý mà chập tên... chập thường mấy cái mọi việc bấy nữa nhanh mà tôi có tha chập nhưng mà nó có mọi việc bấy rồi thế đôi khi đừng thả thường mấy đá vừa bỏ bỏ chập đấy nhưng kia thì chập chập đấy thay vừa thả thưa bấy để hiện thì nấy rồi mà chứ cũng vì đại nhập bỏ tứ vùng món ấy mình là bươn đúng không đó và là bươn chứ vùng món ấy bây giờ mình là bươn mình cho là phía bên ngồi chọn phía tầm mục thế tầm mục á chứ mà cô chọn chập phụt này mọi máy đó là cô cắt mình thôi thì cho là phía tầm mục với nó thôi vì tịt tới tịt thôi tịt tới bạn cả thôi chứ dương thôi thử bươn vì dương thử mấy là mấy thôi là bươn nhưng mình phải dạp phía du đúng không đó và nhưng phải dạp phía du tới là mới chập phụt nó đó mới cặn thôi là bươn à mà chẳng cho là khi mới cặn tinh 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 tơ chẳng gì chạm tới chuột ờ hay ọt bài ọt bài thiệt và cắt đó luôn nhưng đỡ hiến đấy nè khai nó lên cũng xả rồi xả mới rồi nè tao chẳng cũng chạm xả vòng đấy nhưng bò như này bò như thế mà mới như thế chẳng là cũng thương mấy năm mây mà thôi dạ phê là cũng đó năm mây ở dạ phê du như thế năm mây mà thôi là bươn về đúng không chạp tới cho mẹ nó ăn bài mà mấy ban chia đi ăn bài nhé rồi chứ là cụ bây giờ là cụ chạp mấy người này là cụ gì ồ năng à này là cụ chân thế năng à nắng là cụ thưa là mấy ấy năng à nắng kiếm cứ cắt là thôi là bươn vía cầm thôi bươn vía mà chẳng phê đây nhung nhung cùng với anh sụt tới sụt nắng vía nguyên phạm mạn cho nó mua cho chạp phạm mạn cho nó vía vía phai phù vía phai phù cục tiền lấy cho ចាប់អាប់ប្រែរបស់បានចំណានឹងវាស្មើនឹងអំពូឈុងណាអូអំពូឈុងបាទអញ្ចឹងអំពូឈុងនឹងវាស្មើនឹងកម្លាំងគុណជាមួយនឹងរយៈពេលអញ្ចឹងគ្រូណាអញ្ចឹងលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើនរយៈពេលបង្កើនរយៈពេលបាទមកលោកគ្រូបង្កើនរយៈពេលកម្លាំងវាចាប់ដើមថយអូយ៉ាថយថយទៅអញ្ចឹងពេលកម្លាំងថយរយៈពេលកើនធ្វើឲ្យលោកគ្រូចាប់សុទ្ធនឹងអត់បាយអូអញ្ចឹងមកពីកម្លាំងដែលប៉ះដៃខ្ញុំនឹងខ្សោយនៅពេលដែលខ្ញុំមកកាលរយៈពេលណាមកកាលរយៈពេលឡើងមកកាលរយៈពេលចុះបើសិនជាខ្ញុំបោះពងមាន់នេះទៅប៉ះនឹងជាងរឹងនឹងទៅប៉ះទៅនឹងកណាត់ទុនឬក៏មនុស្សច្បាំងដោយលបឿនដូចគ្នាតើវានឹង